Riêng mai chỉ đơn giản là nói bình thường thôi, nói bình Không có thường. số gì à? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Clickbait. Và bên cạnh mình đây, đó chính là tiếng reviewer. Hello, xin chào bạn. Và ngày hôm nay thì chúng mình hãy cùng nhau đi đánh giá về một sản phẩm khá là đình đám đến từ thương hiệu Apple. Đó chính là chiếc điện thoại iPhone, iPhone gì em quên rồi. iPhone gì em quên rồi. Và luôn. iPhone X rẻ. Hold up, wait a minute. XR, XR, iPhone RE XR, đúng hoặc rồi. rẻ. Mà cái mức giá của nó thật sự rẻ đúng không anh? Đúng. Chỉ chưa đến, chỉ tầm khoảng hơn, nhỉnh hơn 7 triệu đồng một tí cho đến 9 triệu đồng thôi. Và chúng ta cùng đánh giá xem là ưu và nhược điểm của em nó trong cái tầm giá này. Và đặc biệt là ở thời điểm đầu năm 21 này là gì nhá. Và chúng ta cùng bắt đầu ngay nào. Nên mua. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ xét về mặt điểm trừ đi, về nhược điểm nhé anh. Nhược điểm à? Ừ. Tìm cái gì chứ tìm nhược điểm lại là nghề của anh rồi. Ok. iPhone XR nhược điểm là gì? Thứ nhất, nó là chiếc iPhone có màn hình hiển thị xấu. Nếu như là bạn kiểu như là đang quen sử dụng những chiếc màn hình độ phân giải cao. Sắc nét độ phân giải tại cao. vì là nó chỉ độ phân giải HD cộng. HD cộng thôi. HD cộng thôi. Đấy. Thì nhiều người sẽ nghĩ rằng là cái chất lượng hiển thị của nó sẽ không được tốt. Tuy nhiên thì cái đấy thì có thể khắc phục được, tại vì là thực ra là nhu cầu hàng ngày sử dụng người chúng ta ấy, chẳng mấy khi các bạn zoom kỹ lên để soi từng điểm ảnh, nên là thành ra là cái điểm trừ đấy thì có thể là bỏ qua được với nhiều người, còn một vài người thì vẫn coi cái đấy là điểm trừ. Ok. Thứ hai là cái iPhone XR này chỉ có một camera thôi. Thì trong khi đấy nếu như em lựa chọn Android ấy, thì tối thiểu em có hai, hai thậm chí ba ba bốn bốn đúng đấy, không? nhiều ống kính hơn, nhìn nó hoành Ok. tráng hơn. Đây chỉ có một cam này, nhìn mà úi rồi, điện thoại 2021 rồi vẫn sử dụng Một một cam cam hơi thì nó lỗi hơi thời cùi đúng đúng không? không? Đúng rồi. Cái điểm trừ thứ ba mà có thể kể đến trên chiếc iPhone XR này ấy, đó chính là cái khung viền này này, khung viền nó từ nhôm. Và nhôm này thì nó có nhược điểm, đó chính là nó sẽ có hiện tượng tróc theo thời gian sử dụng. Nó sẽ không được bền như kiểu khung viền thép iPhone X hay là iPhone XS đấy, những cái dòng Pro thì Mặc là dù nhìn nó thì khá là đẹp đúng không nhìn anh? rất là đẹp, Nhưng mà nó lại nên là dễ phải bị giữ dập, gìn một tí. dễ bị Nhưng tróc. mà tại vì là cái nhôm này thì nó sẽ khả năng bám dính sơn nên nó sẽ không được tốt, nên là nó có hiện tượng bong tróc. Và điểm trừ tiếp theo nữa, cũng là điểm trừ cuối cùng có thể kể đến trên chiếc iPhone XR này, đó chính là không có jack cắm tai nghe 3.5. Đấy, nếu mà tìm lắm thì thế thôi, chứ đủ lại quá nhiều điểm ngon. Ok, quá nhiều điểm ngon thì đó là những điểm gì anh có thể kể luôn không ạ? Điểm ngon đầu tiên cũng là cái điểm ngon khiến cho rất nhiều anh em công nghệ lựa chọn, đó chính là hiệu năng. Hiệu năng. Đây có thể coi là chiếc điện thoại hiệu năng tốt nhất trong tầm giá luôn. Ừ. Nó là con chip Apple A12. Ừ. Đấy, RAM là 3GB. Với cấu hình như vậy ấy, thì cái chiếc iPhone XR này chiến được mọi tựa game, dù là nặng nhất trên App Store một cách mượt mà nhất có thể luôn. Và đặc biệt nếu như mà lựa chọn phiên bản lock ấy, thì chỉ là hơn 7 triệu thôi. Đúng rồi, rất là hơn rẻ. 7 Em triệu có mà mua về chiến game thì đúng là tốt nhất luôn. Tại vì là Ok. nếu mà xét như thế, nó chỉ ngang ngửa so với một chiếc iPhone 8 Plus phiên bản quốc tế. Mà iPhone 8 Plus thì không có cửa để so sánh với chiếc iPhone XR này được. Đấy, hiệu năng của nó tốt hơn rất nhiều. Cái điểm cộng thứ hai của iPhone XR này đó chính là camera. Camera. Vừa nãy nhược điểm nó là là một một ống kính, camera đúng đúng không? không? Nhưng mà cái ưu điểm của nó là một ống kính này, nhưng mà khả năng chụp ảnh của nó rất tốt. Nó lại Quay ngon video đúng của không? nó cũng rất tốt. Đấy. Một ống kính thôi nhưng mà nó đáp ứng đầy đủ thừa dùng với nhu cầu hàng ngày. Đấy, nên là rất nhiều người thậm chí là vlogger vẫn sử dụng những chiếc iPhone XR này quay chụp rất ok. Liệu rằng cái chất lượng ảnh mà cho ra ấy có ổn như anh nói không? Quá ổn luôn. Quá ổn Nếu luôn. Mà hàng ngày nhu cầu hàng ngày thì sử dụng một cam này là này, thừa luôn. Ok. Thoải thừa mái luôn. dùng. Đấy, điểm cộng tiếp theo nữa của iPhone XR này đó chính là thời lượng pin. Pin của nó lên tới là 2.942 mAh, wow, gần gần 3.000 luôn. Đấy, mà với sự tối ưu tốt đến từ Apple em biết rồi. Đấy, thì việc chúng ta sử dụng lâu nó là tốt, vừa là hiệu năng tốt này, vừa lại pin tốt nữa. Thế thì hai điểm cộng đấy nó cộng lại với nhau thì cho chúng ta có được thời lượng pin khá là ổn đúng không anh? Đúng Khá không? là cho bảo. Thời lượng pin rất tốt luôn. Ok. Tiếp theo nữa đó chính là cái chiếc iPhone XR này nó sẽ có phụ kiện rất là nhiều. Tại vì là cái ngôn ngữ thiết kế này nó được duy trì đến cả thế hệ iPhone 11. Đấy. iPhone 11 luôn. Đấy, nên là nhiều người còn thậm chí là độ vỏ của chiếc iPhone XR lên iPhone 11 được cơ. Đó, nhìn nó rất là hoành tráng. Cộng theo nữa đó chính là cái phụ kiện của nó rất là nhiều. Em có thể đến bất cứ cửa hàng cửa hiệu nào, em bảo là cường lực ốp lưng họ mang ra cho em một đống luôn. Còn nếu như em lựa chọn điện thoại Android thì hầu như là
cái việc mua phụ kiện rất là khó, kén hơn và nó không có nhiều lựa chọn để mình ấy. Chưa dừng lại đấy thì cái hệ sinh thái của Apple ấy nó cũng được đồng bộ một cách tuyệt đối với chiếc iPhone 10 cái iPhone XR này được. Tại vì iPhone XR được lên iOS 14 đấy, cái giao diện của nó cũng đẹp này, và hệ sinh thái của nó một cách đồng bộ rất là cao. Ví dụ như ở bây giờ mua thêm một cái chiếc Apple Watch nữa, Siri 3 đi chẳng hạn, đấy, kết nối vào xong rồi thực hiện cuộc gọi rất là ngon luôn, chân chung đấy. Okay. Tiếp theo nữa, cái iPhone XR này nó rất là thuần, nó không bị nhiều lỗi. Nếu như iPhone X cùng tầm giá thì thường xuyên bị cái lỗi là sọc màn, thì được cái lựa chọn chiếc iPhone XR thì chưa ai bị, an toàn hơn đấy, an toàn hơn rất là nhiều, tại vì nó mà sử dụng cái màn hình LCD thường chứ không phải là cái màn hình OLED đời đầu như kiểu iPhone X ấy. Thành ra là cái video này ấy, thì nói là ưu nhược điểm ấy, thì đúng là mình cũng đã chia sẻ đến các bạn một cách kỹ càng là ưu nhược điểm nó ra làm sao rồi. Nhưng mà để mà nói là cái sản phẩm này có đáng mua hay không thì 10 người thì chắc phải có đến 8 người rưỡi là khẳng định là đáng mua. 8 người rưỡi. Tại vì là nó rất tuyệt vời luôn. Cái ưu điểm của nó vượt trội hẳn luôn, đúng vượt trội hẳn luôn. So với những gì mà anh kể ra là nhược điểm nó rất là ít luôn ấy, mà nó không đáng kể luôn. Giống như anh nói là mình kiểu cố tìm ra để chê thì nó mới ra cố thôi, tìm không? Ra thôi chứ còn để đúng mà rồi. Sản phẩm này nếu trong tầm giá mà theo Hằng chia sẻ là hơn 7 hơn triệu ấy. Triệu đến 9 triệu thôi. Đến 9 triệu là quốc tế đúng không? Đúng còn rồi, hơn 7 triệu là lóc đúng không? Đúng rồi. Thì nó vẫn là lựa chọn tốt nhất trong tầm giá mà bạn không thể lựa chọn sản phẩm nào tốt hơn đâu. Nếu mà tốt trong tầm giá này. Rồi, như vậy là vừa rồi anh Tuyến đã chia sẻ cho tất cả chúng ta về những ưu cũng như nhược điểm của chiếc điện thoại iPhone XR. Còn các bạn, bạn thấy thế nào? Các bạn nghĩ rằng cái sản phẩm này có phù hợp với các bạn hay không? Các bạn có mong muốn sở hữu em điện thoại này không? Thì hãy nhanh tay để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Và đừng quên hãy like, share và subscribe để có thể ủng hộ thêm trên kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.